Kính thưa anh chị em, khi nào mà chúng ta lâm vào trong cảnh tối tăm của một cái đường hầm suốt không thấy một chút ánh sáng, không biết đường nào, hướng nào để mà đi, bây giờ chỉ một đốm sáng nhỏ cũng trở thành một chiếc phao cứu hộ cho chúng ta. Chừng nào anh chị em ăn bánh mà không có men, dây, nhách, anh chị em biết bánh bây giờ mà được men làm cho phồng phột, chúng ta ăn thấy mềm, thấy giòn như thế nào tốt cho chúng ta. Chừng nào anh chị em, nhất là các chị, nấu món ăn mà thiếu muối và nước mắm thì món ăn đó nêm xem nó lạc nhất là dường nào, và không ai thích ăn cả. Không ăn được thì không sống, và không được sống dồi dào. Chúa Giêsu dùng những hình ảnh anh em là ánh sáng cho thế gian, là men làm dậy khối bột trong thế gian, là muối làm cho mặn trái đất này, cho thấy người Kitô hữu quan trọng là dường nào cho thế giới. Thế giới chưa biết được Chúa. Chính sự loan báo tin mừng, loan báo chân lý bằng đời sống của người tín hữu trở thành là ánh sáng của Chúa, được nhập thể và lan tỏa trong thế gian, để cho những người khác họ được thấy đường, biết đường chân lý, biết đâu mà đi mà đến bến bờ bình an hạnh phúc. Giữa cõi trần đầy những đau khổ và thử thách này, và chính người tín hữu anh chị em chúng ta cũng đồng phận với đồng loại của mình, cũng đi lữ hành đường trần gian trong hy vọng giữa những đau khổ và thử thách. Bằng chứng là hôm nay anh chị em tụ tập ở đây trong nơi đất linh thiêng này rất đông đảo. Kính mến thánh Anton Padova, qua ngài anh chị em muốn hướng tới chính nguồn ánh sáng, nguồn chân lý là sự thật. Bởi vì chúng ta khát khao sự thật, khát khao hạnh phúc, vì chúng ta quá kinh nghiệm cuộc đời đầy những lầm lạc ngay trong chính con người, đời sống của mỗi người chúng ta. Bởi thế, nếu ta không bám vào nguồn sáng, nguồn chân lý là Đức Giêsu Kitô, là lời chân lý, lời sự thật, lời đem lại tự do, lời giải thoát, thì chúng ta sẽ không thể nào có ánh sáng, và không thể nào trở thành là ánh sáng soi cho con người hôm nay. Thánh Anton Padova mà hôm nay giáo hội kính là một mẫu gương cho chúng ta. Ngài gắn bó với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của Ngài, với lời của Chúa một cách thân mật và gắn kết trong chính bản thân, trong chính đời sống của Ngài, trong chính cái đặc sủng, đó là cái miệng vàng của Ngài loan báo rao giảng lời Thiên Chúa rất hùng biện,
Đến nỗi ngay cả theo truyền thuyết, cá mà cũng nghe lời Ngài. Truyền thuyết ấy nói rằng có một lần kẻ lạc giáo tấn công Ngài, hạ nhục Ngài. Ngài đi ra bên bờ sông, bờ suối, rao giảng lời Chúa cho nước, cho cá. Cá phải trồi lên mà nghe. Đến nỗi những người lạc giáo phải xấu hổ. Và dân chúng thấy như vậy, tin vào Ngài, lời Ngài giảng. Cách nào đó ngày hôm nay anh chị em đến cũng để nghe những lời rao giảng của chính thánh nhân qua giáo hội, qua các tông đồ, để mà anh chị em biết được hướng đi, biết được đường đi, lời chân lý sự thật trong cái cuộc đời trục sống đầy những gian truân bất trắc này. Quả thật chúng ta kinh nghiệm hơn bao giờ hết, cái miệng để rao giảng cũng là cái miệng để mà ăn, để mà nuôi sống chính bản thân mình. Cái miệng ấy nói lời phúc mà cũng nhiều khi nói lời họa, lời mang lại tai họa cho chính người nói trước hết, và mang lại tai họa cho người khác. Cái họa hay cái phúc nó nằm ở nơi cái miệng, cái lưỡi của con người. Thánh Anton Padova được kính bởi cái đặc sủng là Ngài có tài giảng thuyết hùng biện. Cái thánh tích tại Padova của thánh nhân để lại là chiếc lưỡi của Ngài, cái lưỡi chuyên môn rao giảng lời của Chúa. Ngài là người Bồ Đào Nha, sinh tại Lisbon, công trong một gia đình giàu có, nhưng Ngài động lòng trước cuộc tử đạo của các tu sĩ dòng Francisco ở Morocco, ở Phi Châu. Ngài quyết định đi theo Thánh Francisco Assisi nghèo khó và đến Italia để theo dòng Francisco, theo Thánh Francisco nghèo khó và sống loan báo lời Chúa cho muôn dân và nhất là cho người nghèo. Ngài chết sớm, 36 tuổi đã qua đời, được Chúa đưa về trời. Và ngày hôm nay người ta kính thánh nhân và Thánh Francisco cách đặc biệt. Khi cái miệng dùng để nói lời phúc, để nói lời chúc tụng, tạ ơn, ngợi khen luôn, chứ không bao giờ nói lời gây họa, gây tai cho người khác. Kính thưa anh chị em, chúng ta tin Chúa, chúng ta mến kính Thánh Anton, thì cũng hãy bắt chước Ngài, dùng cái miệng, cái lưỡi của chúng ta chỉ để nói lời tạ ơn, chúc tụng, ngợi khen, không bao giờ nói những lời gây tai họa, những lời phá hủy, chỉ nói lời xây dựng. Và xây dựng nước Thiên Chúa là nước tình yêu, bác ái giữa con người, anh chị em với nhau. Cái lưỡi, cái miệng nói lời phúc mà cũng nói lời họa. Chúng ta hãy ý thức và cẩn trọng trong khi chúng ta dùng miệng lưỡi để nói những lời với nhau ở trong gia đình, trong nghề nghiệp, trong xã hội. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các gia đình, chồng, vợ, cha mẹ, con cái, anh chị em với nhau, nhớ thường xuyên nói ba cái từ này: xin lỗi,
cảm ơn, làm ơn. Xin lỗi em, hồi nãy anh bất cẩn, nạt nộ vì nóng. Xin lỗi con, vì bố khi nãy nóng lòng không kềm được mà đánh con. Cảm ơn em, vì em mà anh có một đời sống, một gia đình hạnh phúc như thế này. Cảm ơn con, bố rất hãnh diện vì con học giỏi, làm rạng danh gia đình. Làm ơn rót cho anh miếng nước. Những lời tử tế, những lời nhẹ nhàng cũng là những lời chúc phúc, và đó chính là lời Chúa. Lời Chúa không có gì cao siêu. Lời Chúa thể hiện trong lời con người. Lời mà chúng ta thường trực hằng ngày nói với nhau, bày tỏ con tim và niềm tin lòng mến sâu sắc nhất từ chính con tim mình. Và đó cũng là lời Chúa nhập thể, vì là lời yêu thương, lời bác ái mà chúng ta xây dựng nhau, xây dựng nước trời, xây dựng trong chính gia đình mình, trong cộng đồng giáo xứ, giáo hội của mình. Kính thưa anh chị em, tiên vàng hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa, xây dựng nước Thiên Chúa, còn những điều khác Cha trên trời sẽ ban cho sau. Anh chị em đến đây ít hay nhiều trong lòng cũng mong đợi một điều gì đó phúc lành từ Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Anton Padova, có phải vậy không? Nhưng trước hết, anh chị em hãy thực hành lời Chúa dạy. Tiên vàng con hãy tìm kiếm nước Chúa, còn những chuyện khác như con mong con đợi, Cha sẽ ban cho sau. Tiên vàng con hãy tìm kiếm nước Chúa nghĩa là gì? Nghĩa là trước hết hãy tin rằng Cha trên trời biết con cần gì. Tin rằng Ngài là Cha, Ngài là Chúa, Ngài bảo vệ, Ngài yêu thương, Ngài giữ gìn tất cả các con cái của Ngài. Và nhất là những ai tin phó thác hoàn toàn, giống như trẻ thơ trông cậy phó thác hoàn toàn cho trong vòng tay mẹ ấm, cha ấm, hoàn toàn tín thác, không mảy may nghi ngờ. Và trẻ thơ cũng có nhiều nhu cầu, và nó biết rằng nhu cầu sinh tồn, sự sống trước hết được cung ứng từ chính bầu vú của mẹ, từ chính yêu thương của cha. Cha đổ mồ hôi, cha đổ cả máu, tất cả đời cha chỉ để cho con được sống và sống dồi dào. Đối với Thiên Chúa là Cha, chúng ta cũng một tâm tình trẻ thơ như vậy. Và ai trở nên như trẻ nhỏ thì mới được vào nước trời. Đó là cái ý nghĩa của lời Chúa dạy trong niềm tin của chúng ta. Trong niềm tin thì kẻ kiêu căng, tự phụ, tự mãn không có chỗ đứng, và trong nước trời cũng không có chỗ đứng của họ. Chỉ những ai thực sự trở nên như trẻ thơ, theo nghĩa hoàn toàn tin cậy phó thác cho Thiên Chúa, cho Thượng Đế, thì chúng ta mới được ơn cứu độ và hạnh phúc bắt đầu từ đời này. Và cũng trẻ thơ hơn ai hết biết cười, biết đùa, biết vui, biết nói lời vui mừng hy vọng. Cho nên trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy cất lời ngợi khen chúc tụng tạ ơn luôn là thế. Cái chứng từ của những vị tử đạo ở Morocco mà Thánh Anton Padova chứng kiến là gì? Là bước vào cái chết mà lòng tràn đầy vui mừng, và họ hát lời ngợi khen chúc tụng Chúa, chứ không phải
với một trái tim hận thù cay đắng, họ bước ra chỉ để biết đấu tranh, phẫn nộ và phản loạn. Cái tử đạo của người của Chúa là tử đạo của người tin tưởng vào Chúa, cho dẫu giữa cái ác, cái sự ác và bách hại của thế gian. Cho nên trong mọi hoàn cảnh, hãy bắt chước như Thánh Phan Anton Padova, hãy dùng miệng lưỡi của mình nói chỉ những lời chúc phúc, những lời tốt đẹp, và đó chính là lời Chúa nhập thể trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và như thế chúng ta lại trở nên ánh sáng soi trần gian. Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian, đã chiếu soi qua chính người tín hữu như thế, và chúng ta trở thành là men để làm khối bột trần gian này nó dậy lên, làm cho đất trở nên mặn ướp, và Cha trên trời vui mừng hài lòng vì tất cả chúng ta. Vậy thì có điều chi mong đợi, có phép lạ nào anh chị em đang mong mỏi và cầu xin, phó thác cho Chúa hết. Trước hết hãy lo nghe và sống thực hành lời Chúa một cách cụ thể, là hôm nay về nhà biết nói lời cảm ơn, lời xin lỗi và lời làm ơn. Đừng bao giờ nói lời cọc cằn, cay cú, hủy diệt, vì Thiên Chúa là tình yêu. Amen. Chúng ta tuyên xưng đức tin, mời anh chị em đứng. Tôi tin Kinh Thánh.